mong rằng phước này trợ duyên cho quý vị tu tập được tiến hóa, sớm đạt thành được tạo quả y như ý nguyện. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải là con kính nhân mít trở lại cho Ngài Trí Đức để Ngài dạy bài pháp cú hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Thầm Ma Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Trước tiên kính lễ Chư Tôn Thượng Đức Tăng trong những nick name mà chúng tôi không được rõ. Chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Chào Sĩ Mê Ta, Sĩ Hồng Nhật, Sĩ Nhật Quân, Huynh Châu Phan, Sĩ Trang Thư, Huynh Giang Nhật Hà, Sĩ Kim Nhung, Đạo Hữu Thấy Là Thương, Sĩ Thành Kiểm, Đạo Hữu Karuna, Sĩ Không Mai, Sĩ Tâm Hạnh, Sĩ Thiện Vũ. Quý vị nghe âm thanh rõ không ạ? Sĩ Tina, Sĩ Thiên Lâm. Việt Nam là đã bắt đầu vô mùa mưa, cho nên sóng sét dông nó là rất là lớn, cho nên cái đường truyền bị ảnh hưởng. Quý vị nghe đúng rồi, có tạc âm, hơi bị hù hú hả? Nhưng mà có nghe được là tốt rồi. Chờ nhiều khi mất mạng và cái vấn đề vô thường luôn luôn chi phối ha. Bây giờ thì quý vị coi như được giây phút nào hay giây phút đó, không sao, đúng rồi. Bây giờ cũng sắp sáng rồi, đâu có sao nữa. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn số 7 ha. Trước khi bước vào bài học ngày hôm nay, xin phép được tán dương ơn Đức Tam Bảo Ratanatayasawandami Uttho Mahesi Arahang Tathagato Lo Kutamo Sapparu Hichetako Lo Kassasatha Chanadam Mako Vido Vanda Mahantan Narapu. Cái này giác cần Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài và ký thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tối thượng vô chủ, trí năng vô lượng, tứ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô vết đi bồ yết ta sát sát thu nô lô ca nó mình tha sá quý nà ca rô cô sắp bà nhu bút thấp bà tí phù tí sanh nhá tô hoành đà mất hành tầng ná ra phù. Cha này giác cần pháp bảo vi anh vàng, như la soi sáng, vẹt màng, vô minh, pha tan, lầm lạc dũng sinh, đề dân Phật tổ, quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Pháp quang, đáng cho công chung nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô su a ta sa sa quá cô sik tha su ca mô quá ra thông ma sik tha cô nin đa bá sân sa di a na đa rô quá rô quanh đa ma hành tăng đa ra phù. Cha này giác cần tăng bảo thinh văn bậc đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần sơ lìa thể pháp phàm nhẫn ai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy, đáng cho công chung nhớ ghi cúng dường. Ra tầng ách tế nhớ tê chê nó sẽ thà mê ê tú quá tha nặng ta xa bi a nú pha quê nó sẽ hạ xa dê nó sẽ chặt tú. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Phần thân dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài học ngày hôm nay ha. Câu Phật ngôn số 7 để đưa lên cho quý vị thấy.
Supa nupassing viharantang. Supa nupassing viharantang. Supa nupassing viharantang. Câu số 2. In ri ye su asang vu tăng. In ri ye su asang vu tăng. In ri ye su asang vu tăng. Bây giờ chúng ta ôn lại. Su pha nu pa sinh vi ha ran tăng. In ri ye su asang vu tăng. Su pha nu pa sinh vi ha ran tăng. In ri ye su asang vu tăng. Su pha nu pa sinh vi ha ran tăng. In ri ye su asang vu tăng. Câu 3, câu 4. Phổ chất nằm hi a mắt tần nhôn. Phổ chất nằm hi a mắt tần nhôn. Phổ chất nằm hi a mắt tần nhôn. Câu số 4. Cú sĩ tăng. Cú sĩ hay là cú sĩ? Để coi lại ha. Cú sĩ tăng hay là cú sĩ tăng? Coi lại, nghĩ cho chút. Tôi đang nghi là phải để cho nó rõ. Cú sĩ ha. Cú sĩ không phải là sĩ ha. Cú sĩ tăng khi na uy ri dần. Chỉ khi na hay là hì? Chỉ hì chứ không phải chỉ hì ha. Hì, hì na là thấp hèn. Cú sĩ tăng hì na uy ri dần. Cú sĩ tăng hì na uy ri dần. Cú sĩ tăng hì na uy ri dần. Bây giờ ôn lại câu 3, 4. Phổ chất nằm hi âm mắt tần nhùm cụ si. Cụ si tăng hi na quý rị dần. Phổ chất nằm hi âm mắt tần nhùm cụ. Cụ si tăng hi na quý rị dần. Phổ chất nằm hi âm mắt tần nhùm cụ si tăng hi na quý rị dần. Câu 5, câu 6. Tăng quê bá sa ha tị ma nô. Tăng quê bá sa ha tị ma nô. Chữ tí hay là chữ tì? Nào, người chờ chút. Bá sa ha tị. Động từ. Rồi. Tăng quê bát sa ha tị ma nô. Tăng quê bát sa ha tị ma nô. Qua tô rút khẳng qua đức ba lần. Qua tô rút khẳng qua đức ba lần. Qua tô rút khẳng qua đức ba lần. Câu 5, câu 6. Tăng quê bá sa ha tị ma nô. Qua tô rút khẳng qua đức ba lần. Tăng quê bá sa ha tị ma nô. Qua tô rút khẳng qua đức ba lần. Tăng quê bá sa ha tị ma nô. Qua tô rút khẳng qua đức ba lần. Bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới. Câu Phật ngôn số 7. Câu Phật ngôn số 7.
su pha nu pa sinh quý hạ rằng tăng in ri dê su a sang vũ tăng phổ chân nằm hi a mắt tăng nhuôn cụ si tăng hi na quý ri dăng tăng quê bát sa ha ti ma no va tô rốt tăng quá đức ba lăng su pha nu pa sinh quý hạ rằng tăng in ri dê su a sang vũ tăng phổ chân nằm hi a mắt tăng nhuôn cụ si tăng hi na quý ri dăng tăng quê bát sa ha ti ma no ma tô rốt tăng quá đức ba lăng su pha nu pa sinh quý hạ lần tăng in ri dê su a sang tăng phổ cha nam hi a mắt tăng nhuôn cú si tăng hi na quý ri dăng tăng quê bát sa ha ti ma no wa tô rốt tăng quá đức ba lăng su pha nu pa sinh quý hạ lần tăng in ri dê su a sang vũ tăng phổ cha nam hi a mắt tăng nhuôn cú si tăng hi na quý ri dăng tăng quê bát sa ha ti ma no wa tô rốt tăng quá đức ba lăng. Như vậy thì qua giọng đọc chúng ta có hai cách ha. Quý vị hơi dài đọc một hơi, còn đọc ba hơi. Tức là một lần đọc hai câu. Cuối câu số 2 đó là trường âm. Thì quý vị có thể nghĩ thoải mái, chậm rãi ha. Rồi như vậy đó là giọng kinh. Còn bây giờ qua giọng kể thì chúng ta thấy tám từ chia làm hai và cố gắng đọc một lần hai câu ha. Supanu pasing vi harantang in ri yesu asang butang ho chanam hi amatanun ku sitang hi na vi ri yang tang we basa hanti manu wa torukang wa duk balang su pha nu pa sinh vi ha ran tăng in ri ye su a sang vu tăng ho cha nam hi a ma tan nhun ku si tăng hi na vi ri yang tăng we ba sa ha ti ma no wa to ru khang wa duk ba lang su pha nu pa sinh vi ha ran tăng in ri ye su a sang bu tăng po cha nam hi a ma tan nhun ku si tăng hi na vi ri yang tăng we ba sa ha ti ma no wa to ru khang wa duk ba lang. Ai sống nhìn tịnh tướng, không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, ghen nhát chẳng tinh cần, ma y hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Rồi, xà thủ, xin mời Xích Mê Ta, Xích Kim Nhung ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Trước hết, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin trả bài câu pháp cú số 7 hôm nay ạ. Su pha nu pa sinh quý ha ran tăng in ri ye su a sang vu tăng phổ cha nam mi a mắt tan nhung cu si tăng hi na quỳ ri yang tăng quê ba sa ha ti ma ro wa to rúc khăn
qua đúc ba lần. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Xú đoạn âm, pha trường âm thông thường, nú đoạn âm, bát trường âm nhấn, sinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý há hai đoạn âm, ranh trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, in trường âm nhấn, rí đoạn âm, dê trường âm thông thường, xú á hai đoạn âm, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, su phà nu bách sinh quý ha ranh tăng in ri dê số a sang vũ tăng. Con phân tích câu 3 và câu 4. Phô trường âm thông thường, chá đoạn âm, năm trường âm nhấn, hí đoạn âm, á đoạn âm, mát tân là hai trường âm nhấn, nhung trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cú đoạn âm, si trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hi trường âm thông thường, ná đoạn âm, quy trường âm thông thường, rí đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phô cha nằm hi a mát tành nhung, cú si tăng hi na quy rí văn. Con phân tích câu 5 và câu 6. Tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quê trường âm thông thường, bá xá há tí là bốn đoạn âm, ma rô hai trường âm thông thường, qua tô hai trường âm thông thường, rút trường âm nhấn, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, đúc trường âm nhấn, bá đoạn âm và lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tăng quê ba xá ha tí ma rô qua tô rút khăn qua đúc ba lăng. Con đọc lại hết bài. Su phà nu bách sinh quý ha ranh tăng in ri dê su a sang vũ tăng phô cha nằm hi a mát tành nhung cu si tăng hì na quỳ ri dằn tăng quê ba sa ha ti ma rô qua tô rút khăn qua đúc ba lăng. Dạ, con đọc lại lần nữa, mắt con bữa nay nó lem nhem. Su phà nu bát sinh quý ha ranh tăng in ri dê su a sang vu tăng phô cha nằm hi a mát tành nhung cú sì tăng hì na quỳ ri dằn tăng quê ba sa ha ti ma rô qua tô rút khăn qua đúc ba lăng. Ai sống nhìn tịnh tướng không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ biến nhát chẳng tinh cần, ma quy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Su pha nu bát sinh quy ha ranh tăng in ri dê su a sang vu tăng phô cha nam hi a mát tăng nhung cù si tăng hi na quỳ ri dằn tăng quê ba sa ha ti ma rô qua tô rút khăn qua đục ba lần. Và con đã đọc xong và kể xong, có chỗ nào sai sót xin ngài cùng giới quý đạo vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho. Dạ, con nhường mic cho người kế tiếp. Alo, 123, 123. Quý vị nghe rõ ha? Cái chỗ mà huynh Giang Nhật Hà thắc mắc và Sikmeta cũng đọc
Đó là chữ hi na quy ri dần. Quy ri dần chứ không phải là quy ha. À, tại cái dấu nó không được rõ. À, quý vị biết chữ hi na là thấp hèn ha, thấp thỏi, thấp hèn. Quy ri dần do cái từ quy ri gia là tinh tấn. Quy ri gia bà ra mì sầm bần nồ quy ri gia u ba bà ra mì sầm bần nồ quy ri gia bà ra mắt thấp bà ra mì sầm bần nồ ha. Thì chữ này chữ quy ri gia, quy ri dần chứ không phải là quy ha. À, quý vị hoan hỷ chỉnh lại. À, cái câu số 4, à, câu số 4 là chữ quy ri dần chứ không phải là quy ri dần ha. Quý vị chú ý ha. Cú si tăng hi na quy ri dần. Quý vị hoan hỷ chỉnh lại chỗ này ha. Quy ri dần chứ không phải là quy ri dần ha. Rồi bây giờ mời Sik Kim. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Trời ơi, ngày hôm nay sao mà nhiều chữ sai mà sửa vậy sư? Ôi, ngày hôm nay là ngày rắc rối. Chắc con chết chắc quá. Không sao. Một, hai. Sao có hai người nghe vậy trời? À, thêm một người nữa. Ba người đúng rồi. Thôi trả bài đi. Bữa nay có nhiều chữ sai, tới sai luôn, sửa tới sửa luôn quá rồi. Đọc cho rồi đi. Con xin trả bài kính pháp cú câu số 7. Supa nupassin viharan tăng in supa nupassin viharan tăng in vie su asam butang bo cha nam hiam mắt tan nhum kusi tăng hi na wiri yang tăng we pasahati maro wa to ruk khang wa duk ba lang supa supa nupassin viharan tăng in ri ye su asang vuk tăng bo cha nam hi ap mắt tan nhum khu si tăng hi na wi ri yang tăng we pasahati maro wa to ruk khang wa duk ba lang. Nghe rõ lắm hả? Ôi dê, the man 45 nghe rõ lắm, chỉ vậy là tốt rồi. Nghe tiếp đi. Con xin phân tích sư con trai hia bài này nghe sư lại chia hai, mỗi lần phân tích câu con phân tích câu 1, câu 2 và câu 3. Sú đoạn âm pa trường âm thông thường, nú đoạn âm pass trường âm ngắn, sin trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý há hai đoạn âm, run trường âm ngắn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, in trường âm ngắn, rí đoạn âm, dê dê này dê dê sòm á, dê trường âm thông thường, sú á hai đoạn âm, okay. Sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm có một ruồi mà, vú là đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phô trường âm thông thường, chá đoạn năm trường âm ngắn, hí đoạn âm, á đoạn âm, mắt tanh hai trường âm ngắn, nhung trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2, câu 3 và đọc câu 4, câu 5, câu 6 rồi phân tích câu 4, câu 5, câu 6. Supa nupassin viharan tăng in vije suasam butang bo cha nam hiap mắt tanh nhung khú si tăng hi na quy ri dầm tăng quê pa sa ha ti ma rô hòa tô rút khăn quá đúc bá lăng. Phân tích câu 3, câu 4, câu 5, câu 6. Khú đoạn âm, si trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hi trường âm thông thường, ná quý rí ba đoạn âm, dâm dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 5, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quê trường âm thông thường, bá xá há tí bốn đoạn âm, ma rô hai trường âm thông thường, câu cúng cùi, qua tô hai trường âm thông thường, rút
trường âm nhắn khăn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, đúc trường âm nhắn, bá đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 4, câu 5, câu 6 rồi đọc lại nguyên bài dịch. Rồi. Khú si tăng hi na quy ri dành tăng quê pa sa ha tí ma rô qua tô rút khăn quá đúc bá lăng. Su pa nu phát sinh quý ha rành tăng in ri dê su á sâm vút tăng bồ chá nam hi âm mắt tăng nhùm khú si tăng hi na quy ri dành tăng quê pa sa ha tí ma rô qua tô rút khăn quá đúc bá lăng. Ai sống nhìn tịnh tướng, không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biến nhát chẳng tinh cần, mà uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Rồi bây giờ là ca kệ, không phải ca cái lương đâu nha. Su pha nục phát sinh quy ha ranh tăng in ri ye su a sang vu tăng bồ cha nam hi áp mắt tăng nhum khu si tăng hi na vi ri yam tăng quê pa sa ha ti ma ro wa to rung khang wa duk pa lăng. Su pha nu phát sinh quy ha ran tăng in ri ye su ác sang vu tăng bồ cha nam hi a mắt tăng nhum khu si tăng hi na vi ri yang tăng quê pa sa ha ti ma ro wa to rung khang wa duk pa lăng. Hết xong rồi đó. Trời ơi, sao không thấy ông cho cái bông cái hoa nở trơn vậy trời. Chắc chết rồi. À đúng rồi, bữa nay mấy bữa đại sư không có khỏe, chắc sẽ được uống nước rồi nằm nghỉ mệt rồi. Không sao, không sao, chuyện nhỏ. Sư con có sai sư sửa cho con nghe sư. Coi mấy rồi. Đó, có một người vỗ tay vỗ chân rồi đó. Cảm ơn Hồng Địa Kim Dung nha. Đó, vỗ tay vỗ chân là vui rồi đó. Xa thú nha. Ui, quý vị cho bông hoa Văn Nhật Hạ còn đưa cái mặt happy face nữa. Vui quá. Thôi xong đi, quý vị thấy tôi sai nào chỉ nha. Dạ, mời người kế tiếp, không biết ai vậy ta. Thôi, mời người kế tiếp nha. Cảm ơn quý vị đã cho bông hoa vỗ tay vỗ chân nha. Bye. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, con kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài câu kệ ngôn số 7 ạ. Su pha nu pa sinh quy ha ran tang in ri ye su a sang vu tang pho cha nam hi a ma tang nhung ku si tang hi na wi ri yang tang we pa sa ha ti ma ro wa to ruk khang wa dop ba lang. Su pha nu pa sinh quy ha ran tang in ri ye su a sang vu tang phổ cha nam hi ma tành nhung cu sì tàng hì na quy ri dằng tàng quệ ba sa ha ti ma rồ hòa tổ rúc khẳng qua đúc ba lằng. Con xin phân tích ạ. Câu 1 và câu 2. Sú là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, bass là trường âm nhấn, sinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý há là hai đoạn âm, ran là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, in là trường âm nhấn, rí là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, sú á là hai đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vú là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Su pha nu ba sinh quy ha ran tăng in rí dê su a sang vu tăng. Câu 3 và câu 4. Phô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, nam là trường âm nhấn, hí á là hai đoạn âm, mát, tanh là hai trường âm nhấn, nhung là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cú là đoạn âm, si là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hi là trường âm thông thường, ná, quý, rí là ba đoạn âm,
Dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phổ cha nam hi a ma tành nhung cu sì tàng hì na quy ri dằng. Câu 5 và câu 6 ạ. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quê là trường âm thông thường. Bá, xá, há, tí là bốn đoạn âm. Ma, rô là hai trường âm thông thường. Qua, tô là hai trường âm thông thường. Rúc là trường âm nhấn. Khăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quá là đoạn âm. Đúc là trường âm nhấn. Bá là đoạn âm. Lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tăng quê ba sa ha ti ma rô qua tô rúc khẳng qua đúc ba lần. Su phà nu ba sinh quý ha rằn tăng in ri dê xoa sẵn vu tăng phổ cha nam hi a ma tăng nhung cu sì tăng hì na quý ri dằn tăng quê ba sa ha ti ma rô qua tô rúc khẳng qua đúc ba lần. Ai sống nhìn tịnh tướng, không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biếng nhác, chẳng tinh cần, ma uy hiếp kẻ ấy, như cây yếu trước gió là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin kể ạ. Sô pha nu ba sinh quy ha ran tăng, in ri giê su a sang vu tăng, phổ cha nam hi a ma tanh nhung cu si tăng hi na quy ri giang tăng quê ba sa hà ti ma rô qua tô ru khăng qua đụp ba lăng. Su pha nu ba sinh quy ha ran tăng in ri giê su a sang bu tăng phổ cha nam hi a ma tanh nhung cu si tăng hi na quy ri giang tăng quê ba sa hà ti ma rô qua tô ru khăng qua đụp ba lăng. Ai sống nhìn tịnh tướng, không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biếng nhác chẳng tinh cần, ma uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong. Dạ con có sai, con kính thỉnh sư chỉnh sửa và các đạo tràng chỉnh sửa giúp con. Dạ con kính tri ân sư. Dạ cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Con xin xuống mic ạ. Thân mời Thiện Vũ. Dạ con xin kính đảnh lễ sư trí đức. Con xin kính đảnh lễ quý chư tăng, quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 7. Su pha nu phát sinh quy ha rành tăng in ri dê su a sang vu tăng phô cha nam hi a ma tăng nhung cu si tăng hi na quy ri dăng tăng quê ba sa ha ti ma rô qua tô rút khăng qua đúc ba lăng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Sú bản âm pha trường âm thông thường, nú đoạn âm, pas trường âm nhấn, sinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý há hai đoạn âm, răng trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, in trường âm nhấn, quý đoạn âm, dê trường âm thông thường, xú á hai đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vú đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, su pha nu phát sinh quy ha ranh tăng in ri dê su a sang vu tăng. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Phô trường âm thông thường, chá đoạn âm, năm trường âm nhấn, hí á hai đoạn âm, mát tanh hai trường âm nhấn, nhung trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cú đoạn âm, si trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hi trường âm thông thường, ná quý rí ba đoạn âm, giang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phô cha nam hi a mát tăng nhung cu si tăng hi na quy ri dằng
Con xin phân tích câu 5, câu 6. Tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quê, trường âm thông thường. Bá, xá, há, tí, bốn bản âm. Ma, rô, hai trường âm thông thường. Qua, tô, hai trường âm thông thường. Rúc, trường âm nhấn. Hăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quá, đoạn âm. Đúc, trường âm nhấn. Bá, đoạn âm. Lăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tăng, quê, ba, sa, ha, ti, ma, rô, qua, tô, rúc, hăng, quá, đúc, ba, lăng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 7. Su, pha, nu, phát, sinh, quý, ha, ranh, tăng, in. Ri dê su a sang u tăng phô cha nam hi a mát tanh nhung cu si tăng hi na quy ri dăng tăng quê ba sa ha ti ma rô qua tô rút khăn qua đúc ba lăng su phan du phát sinh quy ha ranh tăng in ri dê su a sang u tăng phố cha năm hi a ma tên nhung cu si tăng hi na quý ri dân tăng quê ba sa ha ti ma rô wa tô rúc khăn wa đúc ba lăng. Ai sống nhìn tịnh tướng không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ biếng nhác chẳng tinh cần. Ma uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ Đa Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, kính chào cô tu nữ Phúc Hạnh, kính chào toàn thể đạo tràng, và con xin trả bài câu pháp cú số 7. Su pha nu pat sinh vi ha ram tăng in tri ye su a sang vu tăng phô cha nam hi a mắt tăng nhìn cú si tăng hi na vi vi yang tăng về ta sa ha ti ma ro wa to lúc hàng qua đúc ba lần. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Su là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, nu là đoạn âm, pat là trường âm nhấn, sinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý há hai đoạn âm, ram trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, in trường âm nhấn, trí đoạn âm, dê sú á hai đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vú đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Su pha lu pat sinh vi ha ranh tăng in tri ye su a sang vu tăng. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Phô cha nam hi a mắt tăng nhìn cú si tăng hi na vi vi yang. Phô trường âm thông thường, cha đoạn âm, nam trường âm nhấn, hi á hai đoạn âm, mắt tăng hai trường âm nhấn, nhưng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cú đoạn âm, si trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng âm, thi trường âm thông thường, ná quý lý ba đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phù cha nam hí a mắt tằng nhùm cú si tằng thì ná quý lý dằng. Con xin phân tích câu 5 là câu 6. Tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quê trường âm thông thường, tá xá há tí bốn đoạn âm, ma rô hai trường âm thông thường, qua tô hai trường âm thông thường, rút trường âm nhấn, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, đức trường âm nhấn, bá đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tăng quê ba sa ha tí ma rô wa tô rút khăn quá đức ba lần. Dạ, con xin đọc lại câu pháp cú số 7.
Supa lupasin viharan tang indri yesu asang vutang Vô cha nam hi amat tang nhum ku si tang hi na viri yang Tang về basahati ma ro wa to rup khang wa đức ba lăng. Dạ, xong xin đọc kệ ạ. Supa lupasin viharan tang indri yesu asang vutang Vô cha nam hi aman tăng nhâm U si tăng hi na vi ri yang Tăng vệ pa sa ha ti ma ro Va to rup khang va đúc ba lăng Su pha nu pa sinh vi ha lan tăng In tri ye su a sang vu tăng Vô cha nam hi aman tăng nhâm Cú si tăng hi na vi ri yang Tăng vệ pa sa ha ti ma ro Va to rup khang va đúc ba lăng Ai sống nhìn tịnh tướng Không hộ trì các căn Ăn uống thiếu tiết độ Biếng nhác chẳng tinh cần Ma uy hiếp kẻ ấy Như cây yếu trước gió Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu Dạ con đã đọc phân tích và kể xong và có gì sai nhà sư Trí Đức cũng sửa dùm con nhà đạo tràng cũng sửa dùm xin cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài và cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe và xin xuống mic xin mời vị kế tiếp Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Còn thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Và cảm ơn Thiền Vụ Kỳ Mát Ta, sẽ thông mai cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và còn vị nào không quý vị, cho Nhật Quỳnh nghe rôm im ru. Dạ, dạ. Hai dục, Nhật Quỳnh có dục mít ai không quý vị? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu, và Nhật Quỳnh nghe. Rồi mềm vô nên là Nhật Quỳnh chạy lại không biết gì hết nha quý vị. Dạ kính lễ cô Trung, con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Tri Tâm Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ cảm ơn Kim Nhung rất là nhiều. Dạ Nhật Quỳnh thấy có cô tu nữ Phúc Hạnh. Cô ơi, cô có thể ôn bài không cô? Dạ, nếu cô có thể ôn bài, kính mời bàn tay của cô ạ. Dạ, hành kiểm ôn bài chưa? Hôm nay lâu lắm rồi mới thấy Hạnh Dung vào. Hạnh Dung có ôn bài không? Cha Nhật Quỳnh xin một tín hiệu. Dạ, kính chào Quỳnh An Trần. Dạ, Quỳnh An Trần có ôn bài không? Dạ, mời Hạnh Dung ngàn. Lâu lắm rồi mới thấy Hạnh Dung trở lại đạo tràng.
Dạ, alo, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đánh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con kính đánh lễ Ngài Trí Đức, cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ cố tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, xin lỗi, máy của con hôm nay nó có hơi trục trặc nên khó vô cầm mic được. Dạ, con xin phép được đọc và phân tích câu Pháp Cú Kinh số 7. Supha nupassin viharantang indriye su asang utang vô cha nam hi amat thanh nhung kusi tang vi vi na vi hi na vi ri yang tang we pas we pasahati maro wato rukang waduk palang sufa dupasing viharan tang indriye su asang utang pochanam hi amat thanyung kusi tang hi na vi ri yang tang quê pa sa ha ti ma ro wa to ru kang wa du pa lang. Để con xin phân tích câu số 1, số 2. Sú là đoạn âm, pha là trường âm thông thường. Nú là đoạn âm, phát trường âm nhấn, sinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý há hai đoạn âm, ran trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. In trường âm nhấn, trí đoạn âm, dê trường âm thông thường, xú á hai đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Phô trường âm thông thường, chá đoạn âm, nam trường âm nhấn, hí đoạn âm, á đoạn âm, mát trường âm nhấn, thanh trường âm nhấn, nhung trường âm đọc theo giọng nguyên âm.
Cú đoạn âm si trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hiện âm thông thường, ná quý rí ba đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dê trường âm thông thường, tá xá há tí là bốn đoạn âm, ma trường âm thông thường, rô trường âm thông thường, qua tô hai trường âm thông thường, rút trường âm nhấn, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, đức trường âm nhấn, bá đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Supha nupassin viharan tang in riye su asang vu tang vô cha nam hi amat thanh nhung cú si tăng hi na vi ri dăng tăng quê pa sa ha ti ma ro wa to rút khăn qua đúc pa lăng. Ai sống nhìn tịnh tướng, không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biến nhát chẳng tinh cần, ma uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Đó là phụ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Giờ con xin phép kệ. Sopanupat sinh huy ha ran tăng Indriye su asang vu tăng Phu cha nam hi amat thanh nhung Cú si tăng huy hi na huy ri Cú si tăng hi na huy ri yang Tăng huy pa sa ha ti ma ro Wa tu ruk kang wa duk pang. Dạ con đã đọc và kể xong. Con xin cảm ơn đạo tràng và con xin phép xuống mít ạ. Dạ mời Tina, cầm mic Tina ơi. Dạ không có thấy Hồng Mai, Nhật Quỳnh không có thấy Hồng Mai đưa tay. Dạ mời Tina nghe. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ quý cô nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài kệ pháp cú với câu số 7. Supa nupassin viharan tang indriye su asam uttang bo cha nang thi amat tang nung kusi tang hi na uy ri yang tang we pasahati maro wa wa to ruk khang wa tup pa lang. Con xin phân tích câu 1 và 2. Đoạn âm pa trường âm thông thường nướng đoạn âm pass trường âm nhấn xin trường âm đọc theo giọng nguyên âm quý há hai đoạn âm ran trường âm nhấn tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm in trường âm nhấn trí đoạn đoạn âm dê trường âm thông thường xú á đoạn âm xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm quý đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm supa nasin viharan tăng indriye su asam uttang câu 3 và 4. Trường âm thông thường trá đoạn âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm hí đoạn âm á đoạn âm mát trường âm đọc theo giọng nguyên âm mát trường âm nhấn tăng trường âm nhấn
nung trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khứ đoạn âm, si trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hi trường âm thông thường, ná quý hai đoạn âm, rí đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bồ chát năng hí a mắt tần nhung khứ si tăng hi ná quý rí văn. Câu 5 và 6, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quê trường âm thông thường, phá xá, há, tí, bốn đoạn âm, ma trường âm thông thường, vô trường âm thông thường, qua trường âm thông thường, tô trường âm thông thường, rắc, trường âm nhấn, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá, đoạn âm, trước trường âm nhấn, bá, đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tăng quê phát xá hát tí ma rô hoa hoa tô rút khăn quá trúc ba lăng. Con đọc lại hết bài. Su pa nu pa xin vi ha ran tăng in ye su a sam vu tăng bồ cha năng hi a mắt tăng nung khu si tăng hi na vi ri yang tăng quê phát xá hát tí ma rô hoa tô rút khăn quá trúc ba lăng. Ai sống nhìn tịnh tướng, không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biến nhát chẳng tinh cần, mau y hiếp kẻ ấy, như cây yếu trước gió, của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nhà con xin phép kể. Su pa nu pa sin vi ha ran tăng, in ri ye su a sang quân tăng, bồ cho năng hi amen tan nu ku si tang ni na wi ri ya tang we pa sa ha ti ma mo wa tu rung tang wa dung ba lang. Dạ con đã đọc xong, con có sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Hello, can you sing again? That was nice. Very soft voice. Dạ, con xin đảnh lễ. Ngài Chí Đức, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc phân tích câu Phật môn số 7. Sufa Nupassing quý ha ram tăng in ri ye su asang gu tăng vô chánh nam vô chánh nam hi a mắt tăng nhung cú si tăng hi na quy ri yang tăng quê ba sa ha ti ma ro wa to rút khăn quá lúc ba lần. Sufa nubasin viharan tang in riye su asang u tang phô chan nam hi amat tang nhung ku si tang hi na quý ri yang tang quê Asa hati maro quato rút khăn qua đúc ba lần. Sufa nupasin quý ha ram tăng in quý dệ su asan quốc tăng. Su là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, pas trường âm nhấn, sin trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý há hai đoạn âm, ran trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, in trường âm nhấn, quý đoạn âm, dê trường âm thông thường, số á hai đoạn âm, sang trường âm đọc nguyên, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hú trường đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phô trường âm thông thường,
chá đoạn âm năm trường nam trường âm nhấn hí á hai đoạn âm má trường âm nhấn thanh trường âm nhấn nhung trường âm đọc theo giọng nguyên âm cú đoạn âm si trường âm thông thường tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm hi trường âm thông thường ná quý rí ba đoạn âm văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm quê trường âm thông thường bá xá há tí bốn đoạn âm ma trường âm thông thường rô trường âm thông thường qua trường âm qua tô hai trường âm thông thường rút trường âm nhấn khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm quả đoạn âm đúp trường âm nhấn bá đoạn âm lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm Supa nu basin viharan tang in riye su asang hu tang vô chánh nam hi amat tần nhung cú sĩ tần hi na quý ri dặn tần quê bá sa ha tí mà rô qua tô rút khăn qua đức ba lần su phà nu ba sinh quý ha ran tần in ri dê su a sang u tần phô cha nam hi a mát tần nhung cú sĩ tần hi na quý ri dặn tăng về ba sa ha ti ma ro wa to rút khăn quá đức ba lần quá su pha nu ba sinh quý ha ran tăng in ri dê su a sang vũ tăng phổ cha nam hi a ma tăng nhung cú si tăng hi na quý ri dặn tăng về ba sa về ba sa ha ti ma rô wa tô rút khăn qua đức ba lần ai sống nhìn tịnh tướng không hộ trì các căn ăn uống thiếu tiết độ biến nhát chẳng tinh cần ma uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong rồi, xin xuống mịch rồi. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Thầm Mà Dạ, Nam Mô Sàng Khà Dạ. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú số 7 ngày hôm nay. Supa Pát Sinh Quý Há Rát Tăng Supa Nú Pát Sinh Quý Há Rát Tăng In Rí Dê Su Á Sang U Tăng Hồ Chá Nam Hi Á Mát tăng nhung cú sĩ tăng hi na quý ri dân tăng quê ba sa ha ti ma rô qua tô rút khăn qua đúc ba lăng su pa nu pa sin quý ha ran tăng in ri ye su a sang u tăng hồ cha nam hi a mát tăng nhung cú sĩ tăng hi na quý ri dân tăng quê ba sa ha ti ma rô qua tô rút khăn qua đúc ba lăng. Và con xin phân tích câu số 1, số 2. Sú là đoạn âm, pa là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, pas là trường âm nhấn, sinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý, há là đoạn hai đoạn âm, ran là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, in là trường âm nhấn, rí là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, sú, á là hai đoạn âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vú là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Su pha nu pát sinh quý há ran tăng in rí dê su á xăng vú tăng. Và câu số 3 và câu số 4. Hô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, năm là trường âm nhấn, hí, á là hai đoạn âm, mát, tanh là hai trường âm nhấn, nhung là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cú là đoạn âm, si là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm,
Hi là trường âm thông thường. Ná, quý, rí là ba đoạn âm. Văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Thô chá nằm hi á mách tành nhung cú xì tăng hi ná quý rí văn. Và câu số 5 và câu số 6. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quê là trường âm thông thường. Bá, xá, há, tí là bốn đoạn âm. Ma, rô là hai trường âm thông thường. Qua, tô là hai trường âm thông thường. Rút là trường âm nhấn, là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quá là đoạn âm. Đúc là trường âm nhấn. Bá là đoạn âm. Lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tăng quê bá sa há tí ma rô hoa tô rút khăn quá đúc bá lăng. Dạ con xin đọc lại ạ. Su pha nu pat sin quy ha ran tang in ri ye su a sang u tang po cha nam hi a mat tan nhung ku si tang hi na wi ri yang tang we pa sa ha ti na ro wa to ruk khang qua đúc ba lăng. Ai sống nhìn tịnh tướng, không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biến nhát chẳng tinh cần, ma uy hiếp kẻ ấy như cây thiếu, như cây yếu trước gió, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Supha nupasin viharan tang indri yesu asang utang po chanam hi aman tan nyung ku si tang hi na wiri yang tăng quê ba sa ha ti ma rô wa to rúc khăn wa đúc ba lăng. Su pa nuk pa sinh vi ha ran tăng in ri ye su a sang wu tăng. Po cha nam hi a mat tăng nhung ku si tăng hi na vi ri yang. Tăng quê ba sa ha ti ma rô wa to rung khăn wa đúc ba lăng. Dạ con đã đọc xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa dùm cho con. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, sao? Cảm ơn Quân Giang Nhật Hạ. Quân Giang Nhật Hạ có cái giọng đọc hay và rõ ràng, hay quá. Dạ, con xin kính chào. Dạ, con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp, Ân Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin được đọc câu pháp cứu kinh số 7. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã cho bài đọc. Supha nupassin viharan tang in riye su atang asang vutang pho chan nang hi a mat tan nhung kusi tang hi na vi ri yang tang về ba sa hát tí ma rô và tô rút khăn và đút ba lần. Su pha nu xin vi ha ran tăng in ri ye su a sanh vũ tăng phô cha nành hi a mát tăng nhung cú si tăng hi na vi ri dân tăng về ba sa hát tí ma rô và tô rút khăn và đút bằng. Dạ, con xin phân tích. Số là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, xin là trường âm đọc theo giọng nhân âm. Quý, há là hai đoạn âm, ran là trường âm nhấn,
tăng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. In, in là trường, trường âm nhấn. Rí là đoạn âm. Rí, dê, rí là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Số, á là hai đoạn âm, xanh là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Vú là đoạn âm, tăng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Số phè nú bát xin bí há ran tăng, in rí dê số á xanh, vú tăng. Dạ. Con phân tích câu 3 và câu 4. Phô là trường âm, phô trường âm đặt theo giọng nguyên âm. Chá là trường là đoạn âm, năng là trường âm đặt theo giọng nguyên âm. Hí á là hai đoạn âm, mát tan là hai trường âm nhấn, nung là trường âm đặt theo giọng nguyên âm. Cú, cú là đoạn âm, si là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Hy là trường âm thông thường. Ná, quý, rí, ba đoạn âm. Dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phô chán nặng, hí á mát tành nhung. Cú si tành, hy ná ví rí dân. Dạ, con xin con câu cuối. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vê là trường âm thông thường. Bá, xá, há, tí là bốn đoạn âm. Ma là trường âm thông thường. Rô là trường âm thông thường. Và tô là hai trường âm thông thường. Rút là trường âm nhấn, khen là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vá là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cú si tăng, hi na ví rí dân, tăng, vê bá sá hát tí ma rô, và tô đúc khăn, vá bá, vá đúc bá lăng. Dạ, con xin đọc lại. Supha nupasin viharan tang inri yesu asang butang pho cha nang hi ama mat tan nhung cú si tang hi na vi ri yang tang ve ba sa ha ti ma ro va to rút khăn ba rút ba lần. Ai sống nhìn tình tướng không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ biến nhát chẳng tinh cần, ba uy hiếp kẻ ấy như cây yếu thức ái. Đây là bản dịch của ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin kể. Su pa nu pa sin pi ha ran tang in ri ye su a san u tang pho cha nang hi a ma tam yung ku si tang hi na vi ri yang tăng về pha sa ha ti ma rô và tô đúc khăn và đúc ba lần. Dạ, con đã đọc kệ xong. Dạ, con có sai xin kính xin ngài chỉnh sửa và đạo tràng chỉnh sửa cho con. Dạ, con xin xuống. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ sư trí đức. Con kính đảnh lễ cô tu nữ phúc hạnh. Con kính chào đạo tràng. Con xin đọc kinh Pháp Cú số 7. Subhanupassin viha ran tang in vi ye su asang vu tang bồ tát na bồ tát nam hi amat tan nhun cú si tăng hi ná bí bí dăng tăng về ba sa ha ti ma rô và tô quốc khăn và đúc ba lăng su
Svanupassin viha rang tang in vi ye su asang vu tang bồ tát nam hi amat tan nhun ku si tang hina vi li yang tang về pasahati maro và tô gúc khăn quá đức ba lăng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Su bà nú phát sinh vi há rành tăng in vi về su á sang vú tăng. Su là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, phát trường âm nhấn, sinh trường âm sinh là trường âm thông thường, ví há là hai đoạn âm, ran là trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, in trường âm nhấn, ri đoạn âm, dê trường âm thông thường, xú đoạn âm, á đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vú đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc câu 3, câu 4 và phân tích. Suba nupat sin viha ran tang in vi ye su asang vu tang bồ tát nam hi amat tan nhun ku ku si tang hi na vi di yang bồ tát nam hi amat tan nhun cu cu si tăng hì na vi di dằng bô là trường âm thông thường, chá đoạn âm, nam trường âm nhấn, hí đoạn âm, á đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tan là trường âm nhấn, nhun là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cú đoạn âm, si trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hi trường âm thông thường, na bí ví ba đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng âm. Con xin đọc câu 5, câu 6 và phân tích. Chú bà nú phát xin vi há rành tăng in vi dệ su á sang vu tăng bồ tát nam hi a mát tan nhun ku si tăng hi na vi di dặn tăng về pa sa hà ti ma rô va tô rút khang vá đúc ba lăng tăng về hà ti ma rô va tô rút khang vá đúc ba lăng. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, V là trường âm thông thường, Phát Xá Há Tí là 3-4 đoạn âm, Ma trường âm thông thường, Rô trường âm thông thường, Va Tô là 2 trường âm thông thường, Rút trường âm nhấn, Khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Vá đoạn âm, Đúc trường âm nhấn, bá đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sức bà nút phát xin vi hát rành tăng in vi dệ su á sang vu tăng bồ tát nam hi a mát tăng nhun cu si tăng hi na bi vi dăng tăng về pa sa ha ti ma rô va tô út khăn vá đúc ba lăng. Ai sống nhìn tịnh tướng hộ trì các căn, ăn uống nhiều tổ biến nhát chẳng tinh cần, ma quy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con kính tri ân Sư Trí Đức và kính tri ân đạo tràng. Con xin mời đạo hữu kế tiếp. Alo, 123, 123. Huynh ăn cần giọng đọc rất là ổn định ha. Sự phân tích thì Huynh hình như
cái từ đầu tiên á là không được tự tin, nhưng mà sau á, sau thì rất là ổn định ha. À, thì huynh an trần chú ý lại, hãy tập trung tư tưởng supa nupassin, đổi một cái chữ này không thôi mà thấy huynh đã coi như không được tự tin hả, phân tâm hả. Chữ pha đây không phải là trường âm nhấn, mà chữ pha là một trường âm thông thường. Ở chữ sinh nó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chứ không phải là một trường âm thông thường ha. Huynh đang cần khi mà mới bước vô thấy bị phân tâm ha, nhưng mà ở phía sau thì ổn định rõ ràng chính xác. Coi như giọng đọc của huynh về trường âm đoạn âm rất là chuẩn, phân tích ở sau thì rất là rõ ràng. Nhưng mà cái chữ supa nupassin chỗ này là huynh coi như bị phân tâm ha. Rồi xa thú như vậy là cũng tiến bộ nhiều lắm rồi. Mời sĩ Hồng Mai rồi xin niệm từ nha. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ sư trí đức, kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc bài. Dạ không sao. Dạ con xin đọc bài. Supa nupassin viharantang indriye suas. Dạ con xin đọc lại. Supa nupassin viharantang indriye suasang uttang Bồ Tát Nam Hi Amat Tam Nhung Cú Si Tăng Hi Na Quy Ri Yang Tăng Quê Pa Sa Ha Ti Ma Ro Wa To Ru Khang Wa Đức Pa Lăng Su Pa Nu Pa Sinh Quy Ha Ran Tăng In Tri Ye Su A Sang Wu Tăng Bồ Tát Nam Hi Amat Tam Nhung Cú Si Tăng Hi Na Quy Ri Yang Tăng Quê Pa Sa Ha Ti Ma Ro Wa To Ru Khang Wa Đức Pa Lăng. Con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Supa nupassin viharantang indriye suasang uttang. Su là đoạn âm, pa là trường âm thông thường, nu là đoạn âm, pas là trường âm nhấn, sin là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý há là hai đoạn âm, ran là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. In là trường âm nhấn, trí là đoạn âm, ye là trường âm thông thường. Sú á là hai đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sú pa nu pa sinh quy ha ran tăng in tri ye su á sang u tăng. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Po là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, nam là trường âm nhấn, hí là đoạn âm, á là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tăng là trường âm nhấn, nung là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cú là đoạn âm, si là trường thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hi là trường âm thông thường, ná, quý, rí là ba đoạn âm, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phô trách nằm hi ám mắt tăng nhung cú si tăng hi ná quý rí dăng. Con xin phân tích câu số 5 và câu số 6. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, âm quê pa là âm thông thường, pa xá há tí là bốn đoạn âm, ma là trường âm thông thường, rô là trường âm thông thường, qua tô là hai trường âm thông thường, rút là trường âm nhấn, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, đức là trường âm nhấn, pá là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tăng về Pasahati Maro wa to rút khăn qua đức ba lần. Con xin đọc lại từ đầu. Supa nupassin viharan tăng in tri ye su asang u tăng po cha nam hi amat tăng nhung ku si tăng hi na vi ri yang tăng về Pasahati Maro wa to rút khăn qua đức ba lần. Ai sống nhìn tịnh tướng,
không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biến nhắc chẳng tinh cần, ma uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Và con xin kệ Supanupasin viharantang indriyesu asanghutang ucanam hi amatanyung ki sangtang hi naviriyang tam vepasahati maro vatorukhang vadupalang. Dạ con xin hết. Dạ nếu con sai xin mời, xin chị sửa. Con xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lãnh lễ Sư Trí Đức, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính lễ cô tu nữ phúc hạnh. Và con kính chào đạo tràng và cảm ơn đạo tràng đã cho niềm từ biết và âm thanh rõ, và con xin đọc và phân tích câu số pháp cú số 7 hôm nay. Supa nupassin viharang tang in triyesu asang utang pho chanang hi amat tan yung kusi tang hi naviriyang tang we basahati maro wato lukhang wadupalang. Supa nupassin viharang tang in triyesu asang utang pho chanang hi amat tan nhung cu cu si tan hi na vi ri yang tan we ba sa ti ma ro wa to ru khang wa du pa lang. Và con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Su fa nu pa sin vi ha rang tan in tri ye su a sang u ta. Và câu số 1, xú là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, pas là trường âm nhấn, xin là trường âm theo dòng nguyên âm, quý há là hai đoạn âm, ran là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm, in là trường âm nhấn, trí là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, á là đoạn âm, xăng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm, vú là đoạn âm, tanh là trường âm đọc theo dòng nguyên âm. Câu số 2 và câu số 3 và câu số 4. Phô cha man hi amat tan nhung cu si tăng hi na vi ri dần. Câu số 3, phô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, nan là trường âm nhấn, hi là đoạn âm, á là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, tanh là trường âm nhấn, nhung là trường âm đọc theo dòng, nhung là trường âm đọc theo dòng nguyên âm. Câu số 4, cú là đoạn âm, si là âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm, hi là trường âm thông thường, ná, quý, rí là ba đoạn âm, dân là trường âm thông đọc theo dòng nguyên âm. Và câu số 5 và câu số 6, tăng quê ba sa ha ti ma ro wa to ru tăng qua đúc ba lần. Tăng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm, quê là trường âm thông thường, ba sa ha ti là bốn đoạn âm, ma ro là hai trường âm thông thường. Câu số 6, wa to là hai trường âm thông thường, ru là đoạn là trường âm nhấn, khăn là trường âm đọc theo dòng nguyên âm, quá là đoạn âm, đức là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm. Và con xin đọc lại bốn câu. Supa nupassin viharantang in triyesu asang vutang pho chanan hi amat tan yung kusi tang hi na viriyang tang we basahati maro wato rukhang vadup. Và con xin kệ câu pháp cú số 7. Subhanupassin viharantang
in tri ye su a sang wu tam pho cha nâng hi a mat tan nhung ku si tăng hi na vi ri yam tăng huệ ba sa ha thi ma ro wa tu ru khang wa duc ba lăng. Ai sống nhìn tượng tướng, không hầu trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biến nhát chẳng tinh cần, mau uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Đó là bản dịch chuyển ngữ tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con đã đọc và phân tích xong. Con có sai, con mong Ngài và đạo tràng chỉnh sửa lại dùm con. Và cảm ơn Sydney Nhật Bình đã post bài lên. Và cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Và bây giờ niềm từ xin mình mời bằng tay của Phố Biển ạ. Nam Mô Bức Tha Giá. Nam Mô Bức Tha Giá. Nam Mô Tham Ma Giá. Nam Mô Sang Kha Giá. Con Phố Biển, con xin đảnh lễ ân đức Băng Vô Tâm Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đánh, thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng, và con kính lễ của Tôn Nữ Phúc Hạnh và kính chào đạo tràng. Con xin trả bài câu pháp cú số 7. Số 3. Số phà nú bát xin quý há ràm tăng tiền rí về số ác sẵn vũ tăng phồ chá nam hí á mát tăng nhùm cú sì tăng hì ná quý rí dần tăng về ba xá hát tí mà rồ hoa tô rút khăn quá đúc ba lăng su phà nú bát sinh hí há ràm tăng yên rí về su ác sân vô tăng phồ chá nam hí á mát tăng nhùm cú sì tăng hì ná quý rí dần tăng về bá há bá xá há tí mà rồ hoa tô rút khăn quá đúc ba lần su phà nú bát sinh quý há ràm tăng yên trí về su á sân vũ tăng phồ chá nam hí á mát tăng nhâm cú sì tăng hì na quý rí dần tăng về bá xá há tí mà rồ hoa tô rút khăn quá đúc ba lần su phà nú bát sinh quý há ràm tăng yên rí về su á sa vũ tăng phồ cha nam hí á mát tăng nhâm cú sì tăng hì na quý rí dần tăng về bá xá há tí mà rồ hoa tô rút khăn quá đúc ba lần. Dạ con xin phân tích câu số 1 với câu số 2 trước ạ. Su phà nú bát xin quý há ràm tăng in rí về su á sân vũ tăng phồ chá nam hí á mát tâm nhâm. Sú là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, sinh là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, quý há là hai đoạn âm, ran là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, in là trường âm nhấn, rí là đoạn âm, dê là trường âm, sú á là hai đoạn âm, sân là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, tú vú là hà là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, phô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, nam là trường âm nhấn, hí á là hai đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tăng
là trường âm nhắn, nhâm là trường âm đặt theo dạng nguyên âm, cứu là đoạn âm, si là trường âm thông thường, tăng cái dạng lộn rồi đó, có số 3, có câu số 3 luôn. Cứu là đoạn âm, si là trường âm, tăng là trường âm đặt theo dạng nguyên âm, hi là trường âm, ná, quý, rí là ba đoạn âm, văn là trường âm đặt theo dạng nguyên âm, tăng là trường âm đặt theo dạng nguyên âm, quê là trường âm thông thường, bá, xá, há, tí là bốn đoạn âm, ma là trường âm thông thường, rô là trường âm thông thường, qua là trường âm thông thường, tô là trường âm thông thường, rút là trường âm nhắn, khăn là trường âm nhắn, quá là đoạn âm, đúc là trường âm nhắn, bá là đoạn âm, lăng là trường âm nhắn, dạng lộn, trường âm đặt theo dạng nguyên âm. Su pha nu bát xin quý há ràn tăng in rí dê su á sàng vô tăng phô chá nam hí á mát tăng nhùm cú xì tăng hì ná quý rí dằn tăng quê bá xá há tí mà rô quá quà tô rốt khăn quá đúc ba lần, ai sống nhìn tịnh tướng, khăn hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biến nhát chẳng tinh cần, ma y hiếp cái ấy, như cây yếu trước gió. Dạ con đã trả bài phân tích xong, con xin nhường ấy lại cho người kế tiếp ạ. Alo, 123, 123, sư cô bé. Lâu lâu đến đậu tràng, để lại một lượng, để coi trong đậu tràng có chuối hay không. Đặt cho đúng hết đi, còn một chỗ để mà nhắc nhở người ta có quan tâm đến hay không quan tâm. Cái chữ rút khăn, chữ rút khăn câu cuối cùng, qua tô rút khăn, qua đúc ba lần thì chữ rút trường âm nhấn là chính xác. Chữ khăn này đâu phải là trường âm nhấn mà chữ khăn này lại nói đó là một trường âm nhấn. Để cho đạo tràng coi có theo dõi mình đọc hay không. Lần sau đọc cho đúng nha, chứ đừng có đọc mà coi như bỏ lửng như vậy, để coi người ta có quan tâm, có theo dõi hay không. Chứ kiểu này không được nha. Rút là trường âm nhấn, không là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, chứ không phải là trường âm nhấn. Rồi, mời Sikha, đâu mất tiêu rồi. Sikha đâu rồi? Dạ nam mô Bụt Thầy, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sang Kha, dạ con kính đảnh lễ ngài Trư Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, và con kính chào các cô tu nữ và đạo tràng. Dạ con tính hết giờ, ngài không cho con trả bài, nhưng mà đây con trả cho lại. Su Hà Lu Ba Sin Quy Ha Rằng Tăng In Ri Ye Su A Sang Vu Tăng Phổ Chan Phổ cha nằm hí a mắt tần nùm cu sì tần hì na uy ri dằn tần quê mắt xa ha ti mà rồ hòa tô rút khăn quá đúc ba lần. Su hà nú ba sinh vi ha rằng tần in ri dề su a sần vút tần su đoạn âm tha trường âm thông thường nú đoạn âm bass trường âm nhấn sinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm quý há hai đoạn âm răng trường âm nhấn tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm
in trường âm nhấn rí đoạn âm, dê trường âm thông thường xú á hai đoạn âm, sân trường âm tập theo giọng nguyên âm, quốc trường âm nhấn trường âm thông đoạn âm, quốc trường đoạn âm con xin sám hối, quốc đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sufa nubasin viha rằng tăng in viye su asang vu tăng. Phô trường âm thông thường. Chá đoạn âm. Năm trường âm nhấn hí đoạn âm. Á đoạn âm. Mát trường âm nhấn. Tăng trường âm nhấn. Nâm trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cú đoạn âm si trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hi trường âm thông thường, ná đoạn âm, quý rí hai đoạn âm, ná quý rí hai đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phô cha nằm hi a mắt tần nùm cú si năng hi na quý rí văn. Tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quê trường âm thông thường, bá xá há tí bốn đoạn âm, ma trường âm thông thường, ma rô hai trường âm thông thường, ma rô hai trường âm thông thường, qua tô hai trường âm thông thường, rút trường âm nhấn, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, đức trường âm nhấn, bá đoạn âm, lăng trường âm đọc nguyên âm. Tăng quê ba sa ha ti ma ro wa to ru khang wa duk ba lăng. Su fa nu ba sinh vi ha văn tăng in vi ye su a sang vu tăng. Phô cha nằm hi a mát tăng nùm ku si lăng hi na vi ri yang. Tăng quê ba sa ha ti ma ro wa to ru khang wa duk ba lần, ai sống nhìn tịnh tướng, không hộ trì các ăn căn, ăn uống thiết, tiết độ biết nha cảnh tinh cần, ma y hiếp cả ấy như cây yếu trước gió. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con thấy hết giờ nên thôi con xin miễn kệ. Dạ, con xin trao mít lại cho ngài. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ không? Sà thủ, sà thủ. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào tự vấn ha. Nhưng mà tổng kết ngày hôm nay qua các dụng đọc á, thì thấy sức hồng hạnh là quý vị nè ở đâu mà đến với đạo tràng của chúng ta mới mới. Nhưng mà thấy có vẻ nhuồn nhuyễn quá hả? Phùng thuộc quá. Sư phòng hạnh này tiến bộ rất là nhiều. Có ai biết sư phòng hạnh này là ai mà sao mà mới tới mà giỏi dữ vậy? Hay là rượu cũ mà bình mới? Alo alo. Kali hả? Quá hay quá. Như vậy là chắc là bà con với huynh Giang Nhật Hà hay sao ha? Kali ha, dở quá trời quá đất, rất là tiến bộ. Anh Giang Nhật Hà, bà con, rồi xa tu xa tu. Ở bên này trời mưa, cho nên cái đường truyền không ổn định, mà hiện giờ thì đang mưa ở bên ngoài. Nhưng mà không sao, mưa ngoài trời, đừng có mưa trong lòng là được rồi ha. Câu Phật ngôn số 7. Bây giờ chúng ta đi vào mưa to quá hả? Mưa to quá hả? Rồi bây giờ chúng ta đi vào trong ý nghĩa từ vựng này, đọc được và hiểu được ý nghĩa ha. Supa nupasin viha ran tang. Supa nupasin viha ran tang. Câu đầu tiên này chúng ta có hai từ. Supa nupasin là một, viha ran tang là hai.
cái chữ Supa Nupassin do hai từ cộng lại nó dính liền với nhau, tức là do cái từ Supa cộng với Anupassin. Chữ Supa đây là một tính từ, có nghĩa là tình tướng. Rồi Anupassin do cái chữ Anupassi, Anu kế tiếp đầu ngữ, trên tiếp tại ha. Rồi chữ Passi do cái căn ngữ do nó nói lên cái vấn đề mà sở hữu y, tức là do căn ngữ dis đã thấy. Thì Anupassi ở đây có nghĩa là người nhìn ngắm, người quán tưởng, người nhìn ngắm, người quán tưởng. Và hai cái từ này đi chung với nhau, Supa Nupassin, nó được chia theo đối cách ha. Đối cách số ít ha. Bút tỷ nha, quý pháp tỷ e, có quá trình ha. Cho nên Passi biến thành Passin. Supa Nupassin có nghĩa là sự quan sát về tình tướng, sự quan sát về tình tướng. Rồi cái chữ quý hạ răn tăng, quý hạ răn tăng, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ quý ở phía trước có nghĩa là không, khỏi, lìa. Tiếp đầu ngữ này nó đứng trước cái căn ngữ hạ răn tăng hay là ha ra tí. Thì ở đây quy hát rành tầng, đây là một hiện tại phân từ nam tính ha. Và nó cũng được chia theo đối cách số ít ha. Đức Thị Giao vì phát triển các quá trình ha. Quy hát rành tầng là việc sống hay là sự sống, việc sống hay là sự sống. Vậy thì Supa Nupassin quý hát rành tăng có nghĩa là trong khi sống có sự quan sát về tịnh tướng, trong khi sống có sự quan sát về tịnh tướng. Rồi câu số 2. In ri ye su a sang hu tang, in ri ye su a sang hu tang. Câu số 2, câu số 2 chúng ta cũng có hai từ in ri ye su. In ri ye su do cái từ in ri ya, in ri ya nó là một danh từ trung tính. A karan tanapum sắc cả linh ya. Và chữ Indriya này được chia theo định sở cách số nhiều, định sở cách số nhiều, tức là sát tầm ý, quy pháp tí và hữu quá trình á. Cho nên Indriya biến thành Indriyesu. Indriyesu là trên các căn, trong các căn, ở các căn, căn trần thức, nhãn căn, nhĩ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, vân vân. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý gọi là căn. Rồi in the Jesus là ở các căn, trong các căn, trên các căn. Rồi a sang vũ tăng, a sang vũ tăng, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ a ở phía trước có nghĩa là không. Rồi chữ sân nó cũng là một tiếp đầu ngữ, có nghĩa là toàn bộ tự mình. Rồi cái căn ngữ quá, căn ngữ quá, thì chúng ta thấy ở đây căn ngữ này cho chúng ta ý nghĩa là chẳng lại, phòng hộ, thu thúc. Vậy thì a sang vũ tăng có nghĩa là không hộ trì, không thu thúc, không canh phòng. Không hộ trì, không thu thúc, không canh phòng. Vậy thì câu số 2.
in ri ye su a sang vô tăng là không hộ trì các căn, không hộ trì các căn. Câu số 3. Pô chân âm hi mắt tanh nhùn hồ chát nằm hít mắt tanh nhùn. Câu số 3 cũng có hai từ phô chát nằm hít. Phô chát nằm hít do cái từ phô chà ná. Phô chà ná nó là một danh từ trung tính á cơ lành ta nắp vùng sắc cả linh ga. Và chữ phô chà ná này cũng được chia theo định sở cách số ít, tức là sát tầm ý quy phát tí e cao quá chà ná. Cho nên phô chà ná biến thành phô chà nằm hí. Phô chà nằm hí là về vật thực, trong vật thực hay là trong bữa ăn. Trong bữa ăn, trong vật thực hay là về vật thực. Rồi, chữ thứ hai, Amatanyung. Amatanyung ở đây chúng ta thấy chữ vùng ngữ A có nghĩa là con. Amatanyung do cái từ Amatanyu. Amatanyu đây là một danh từ nam tính Ukaranta cùng linh gá. Mắt tanh nhu có nghĩa là người biết về kích thước, người biết về độ lượng, người biết về sự đo lường, người biết tiết độ. Nhưng mà nó khổ cái có gì á phía trước, có nghĩa là không. Vậy thì mắt tanh nhung nó được chia theo đối cách ha, đối cách số ít, có nghĩa là không có độ lượng, không có sự đo lường, không có tiết độ. Vậy thì câu số 3, phô chà nằm hít áp mắt tăng nhìn, không biết độ lượng về vật thực, không biết độ lượng về vật thực. Rồi, tiếp theo. Cú si tăng hì na quý rí dần. Cú si tăng hì na quý rí dần. Ở đây câu này cũng có hai từ. Cú si tăng do cái từ cú si ta. Cú si ta nó là một tỉnh từ nam tính ha, và được chia theo đối cách số ít đối tỷ gia vì phát thi ê câu quá trình ha. Cho nên cú si ta biến thành cú si tăng. Cú si tăng có nghĩa là lời biến, biến lời biến, biến nhát. Rồi hi na quý đi dân. Hi na quý đi dân do hai từ. Hi na đây là một tỉnh từ có nghĩa là nhỏ, có nghĩa là ít, có nghĩa là nghèo hay là thấp hèn. Thì nó thì già nó gọi là tiểu thừa, mà hà già nó là đại thừa, không bằng của xe lớn của xe nhỏ. Rồi chữ quý lý gia do chữ quý lý dân do chữ quý lý gia, bởi vì chữ quý lý gia nó là một danh từ trung tính á cơ lành ta nó phun sắc tà linh gia. Quý lý gia có nghĩa là sự nỗ lực, sự tinh cần, sự cố gắng.
Nhưng mà Viriya được chia theo đối các số ít đối tỷ giá quỷ phát tỷ e câu quách chân á. Cho nên Viriya biến thành Viriyan. Thì na Viriyan có nghĩa là có sự tinh cần thấp thoải, có ít sự nỗ lực. Vậy thì cú si tăng hì na quy rì dân lời biến có sự tinh tấn thấp thỏi, lời biến có sự tinh cần thấp thỏi, câu số năm tăng quê bát sa ha ti ma rô tăng quê bát sa ha ti ma rô, câu này tới bốn từ nữa. Tăng là một, quê là hai, bát sa ha ti là ba, ma rô là bốn. Chữ tăng do đại từ tá, đây là một đại từ nhưng mà chữ tá này được chia theo đối các số ít đối tỷ giao quỷ phát tỷ e câu quá trình á. Cho nên tá biến thành tăng, tăng là kẻ ấy, người ấy, tăng là kẻ ấy, người ấy. Rồi từ thứ hai quê, đây là một bất biến từ. Quả nhiên thật vậy, đúng vậy, quả nhiên thật vậy, đúng vậy. Rồi cái động từ thứ ba basahati. Basahati đây là một động từ số ít có tiếp động ngữ ba ở phía trước. Tiếp động ngữ này nhấn mạnh cho cái động từ sahati, nghĩa là chiến thắng, ngự trị, uy hiếp. Chiến thắng, ngự trị, uy hiếp. Rồi chữ cuối cùng maro. Maro do cái từ mara. Mara là một danh từ nam tính, Akran Tapomlinga. Bởi vì muốn làm chúa của mara này cũng phải là người nam, chứ không thể người nữ làm chúa, chúa ma được. Bởi vì chữ mara phải là một trong tám cái điều mà để cho chúng ta biết mình muốn làm lớn á, thì phải là người nam chứ không phải là người nữ. Đức Phật cũng là toàn giác á, độc giác á, cũng là người nam ha. Rồi Chướng Quân Thánh Vương cũng là người nam, Ma Vương cũng là người nam chứ không phải là người nữ. Thì ở đây chữ ma rồ nó làm chủ từ, có nghĩa là ma vương. Vậy thì tăng quê bát sa ha ti ma rô, ma vương quả nhiên ngự trị người ấy, ma vương quả nhiên ngự trị người ấy, ngự trị hay uy hiếp gì cũng được ha. Rồi cái câu cuối cùng, câu cuối cùng qua tô rút thần qua đức ba lần. Câu cuối cùng có bốn từ, qua tô là một, rút thần là hai, quá là ba, đức ba lần là bốn. Chữ qua tô do cái từ qua tá. Qua tá là một danh từ nam tính, á khoan tá phong linh gá. Và chữ qua tá này được chia chủ từ số ít bà tham ma nghe câu bát chánh lá quỳ phát tí. Cho nên qua tá biến thành qua tô. Qua tô là cơn gió hay là ngọn gió, cơn gió hay là ngọn gió. Rồi chữ thứ hai, chữ rút khăn. Rút khăn do cái từ rút khá. Rút khá là một danh từ nam tính, Akran Thapong Linh Gá. Và rút khá này được chia theo đối cách số ít
Đức Tỳ Giá Quỳ Pháp Thế E Câu Quá Trần Á Trên này Rút Kha biến thành Rút Khăn. Rút Khăn là cây thảo mộc á, cây này cây kia. Rồi từ thứ ba, quá. Quá có nghĩa là yếu quá, có nghĩa, đây là một bất biến từ, đây là một cái sự so sánh, ví như, tựa như, dường như, chữ quá này, như, và chữ cuối cùng, đúc ba lần, chúng ta thấy tiếp đồng ngữ đú ở phía trước, có nghĩa là xấu, là yếu, là tồi, là nói chung là xú, là xú ấy, xú là không được. Chữ đúc, đúc là không, chữ đú này có nghĩa là xấu. Vậy thì chữ ba lăng là sao? Do cái từ ba la, ba la là một danh từ trung tính, á cờ ranh tá la pôn sắc cờ linh ga. Và ba la này được chia theo đối các số ít, đú tì giao, vì phát tí ai có qua trần na. Cho nên ba la biến thành ba lăng, ba lăng là sức mạnh. Nhưng mà có chữ đú ở phía trước thì nó không còn mạnh nữa, mà sức này là sức yếu chứ không phải là sức mạnh, yếu sức. Vậy thì qua tô rút khăn, qua đúc ba lần, ví như cơn gió đè bẹp thân cây yếu ớt, ví như cơn gió đè bẹp thân cây yếu ớt. Câu Phật ngôn số 7 cho chúng ta ý nghĩa. Trong khi sống có sự quan sát tin về định tướng, không hộ trì các căn, không biết độ lừa vật thực, lười biếng, có sự tinh tấn thấp thỏi. Ma vương quả nhiên ngự trị người ấy, ví như cơn gió đè bẹp thân cây yếu ớt. Xin lặp lại ý nghĩa câu Phật ngôn số 7. Trong khi sống có sự quan sát về tình tướng, không hộ trì các căn, không biết độ lượng về vật thực, lời biển, có sự tinh tấn thấp thỏi. Mà vườn quả nhiên ngự trị người ấy, ví như cơn gió đè bẹp thân cây yếu ớt. Và Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ Lục Bát thế này: người hằng say đắm lục trần, uống ăn vô độ, trong phần dễ vui, ma vườn chúng bổ tay cười, cây cành mềm yếu, tơi bời gió lay. Người hằng say đắm lục trần, uống ăn vô độ, trong phần dễ vui, ma vườn chúng bổ tay cười, cây cành mềm yếu, tơi bời gió lai. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu đã phổ thơ Ngũ Ngôn: ai sống nhìn tịnh tướng, không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biến nhát chẳng sinh cần, ma uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Xin lặp lại: ai sống nhìn tịnh tướng, không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biến nhát chẳng sinh cần, ma uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Rồi trong phần từ vựng, quý vị thấy có chỗ nào rắc rối, có chỗ nào sơ sót? Alo, trong phần từ vựng có cái gì rắc rối không? Rồi nếu mà không có gì rắc rối thì chúng ta chấm dứt ở đây. Câu Phật ngôn số 7 và câu Phật ngôn số 8 cùng một duyên sự ha, cùng một duyên sự. Vậy thì qua câu Phật ngôn số 8 chúng ta sẽ tìm hiểu là tại sao thì khi đó sao tăng gì chúng ta cũng biết hết. Đây là một cái câu Phật ngôn mà song đối, tức là hai bên nó chỏi nhau, bên thiện ác
bên trắng, bên đen, bên phải, bên trái, vân vân. Và khi mà học đến câu số 8 thì chúng ta sẽ nắm rõ hơn ha. Rồi, bây giờ cũng lâu mấy phút, buổi sinh hoạt của Đạo Tràng đến đây xin được kết thúc. Với phước lành chúng ta học hỏi những dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống của chúng ta được sự an vui, tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thỏa rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền, chuyên qua lực vô biên, chê toàn giác, độc giác và thinh văn tính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiền nam tín nữ, gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê na sa cha quá chê na sô thi vô hô tụ sập và đà. Do lời chân thật này, kính dân và phước lên dư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Trước khi kết thúc xin tán thán sư Kim Nhung, sư Hồng Mai và một số thiền hữu thân cận của quý vị đã hỗ trợ cho chúng tôi một số tình tài. Rất là hoan hỷ và xin tri ân quý vị, cầu chúc quý vị luôn được an vui. Rồi xin mời sư Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng ạ.